Hello, xin chào mọi người nha. Đến với video tiếp theo của Tùng. Đây là một trong những cái điểm mà gọi là rất là nổi bật của đảo. Thì hồi bữa là ngày hôm qua là đi bên kia, là tới cái hang động để chui lòng đất á. Còn cái chỗ này nó kêu là đấy, ghê chưa? Wow. Thì ở đây không biết sao nó có cái nhà hòn này, không biết. Chắc là hồi xưa người ta định xây chắc là cái villa gì chỗ này nè. Rồi nhìn ra hướng này sóng ghê lắm. Ở đây đá vôi nên sóng nó đánh vô nó tạo những clip lớn lắm, lớn hơn ở bên của chỗ cái resort mà có cái hang động ở trong á, thì nó cũng có mấy clip nhưng mà nhỏ hơn, còn đây thì nó rộng hơn. Giờ quay rõ cho mọi người xem nha. Thì do biển mấy ngày này nó xấu lắm, nhưng mà thường thường á thì biển này nó trong, nó xanh lắm nè. Biển đang động thì mình đứng ở trên này mình nhảy xuống được, mình bơi được. Giờ đó, wow, hơi gió một xíu nha nè. Đẹp lắm. Đó, trong có cát nữa. Thì cái bình thường á nó không có, nó không có sóng á, mình nhảy xuống mình tắm được luôn. Bây giờ wow, chỗ mình đứng nè nó đấy, chỗ mình đứng thì nó lòi ra ghê lắm. Tắm ở chỗ này coi, hơi gió xíu nha. Wow, đây nè, yahoo. Ở đây người chưa, thường thường là đứng chỗ này nhảy xuống nè, đứng chỗ này là nhảy xuống được, nhưng mà bây giờ nó đục quá không thấy đá gì đó, nhảy xuống là dính luôn á. Đang đứng cho mộng nè. Wow, dangerous nha, nguy hiểm lắm đấy. Mặt đây là phía nam của đảo mà chắc là nhận sóng nhiều lắm, sao nó đánh vô nó ăn mòn hết luôn. Đi ra phần chỗ khác coi. À, nếu ai tới đây thì sẽ thấy chỗ đây nè. Xây nửa chừng bỏ thì đánh chắc mòn hết luôn á. Còn phía kia là đảo Cebu kìa. Mình muốn tới đây thì mình phải cắt cái con đò cho đó, cái ferry á, nó chở mình qua bên đảo này. Đảo này nổi tiếng là trứng với gà nha. Dọc đường đi quanh đảo mình thấy người ta nuôi gà nhiều lắm. Thì đọc ở trên thông tin nói là một ngày cái đảo này nó cung cấp cho Cebu tới 500.000 quả trứng luôn. Wow, sầu lắm nha. Rồi tắm không được rồi. Biển cái này là đây mà khơi nè. Ở ngoài thì nước xanh mà trong này nó động á, cá san hô được nhiều lắm. Wow, quá dữ, sóng biển dâng trào. Ở dưới đây sâu lắm rồi nha, có dưới đây nè, nhưng mà tay ngắn quá không tới được. Ở đây này có mấy cái lỗ nè, nhìn thẳng dưới thấy luôn ha. Wow, nhà thảo đi vô quay trở lại. Mình đi vô trong ngôi nhà nha, chỗ đây mà chụp hình thôi chứ quá đẹp luôn à, rất là rocky style, như là nó xây cái nhà hàng vô đây sao. Này nó có toilet nè hai bên. Đây chắc là cái bếp, đây chắc là nơi đó khách ngồi. Mà sao cuối cùng nó bỏ hay là bão nó rớt không biết, chắc nghi là bão quá bỏ hết. Nhưng ở phía trong thì nó có kìa, còn chỗ này nguy hiểm quá nên người ta không cho xây nữa. Có hai khả năng. Chỗ đây nó có bậc thang đi xuống nè,
không biết dẫn đi đâu. À, xuống luôn nè. Hồi nãy giờ không thấy. Nè, xung quanh nha, nếu ai tới đây thì nhớ nha. Đó, thì cho đi một thang xuống nè. Wow, xuống tới nơi luôn ha. Rồi, nó làm sẵn. Mình tới đây hết à. Wow, nước nó đập vô mặt dữ dằn vậy. Hết rồi. Mà nếu mà mấy người kia nhảy xuống đây tắm thì lên cái nào ta? Thì sao lên được? Hay cái chỗ lên chứ, đúng không? Còn là đá không à, Vinh? Tới giờ đi vòng vòng thôi, tìm cái đường lên nha. Đây xuống rồi, xuống được rồi á, nhảy xuống. Đây là một số bạn trẻ của Philippines đang check in giống như mình. Thì mấy khách này thường thường là không có ở này mà ở trong thành phố Cebu là chính. Đây chỉ là hòn đảo thôi. Thì họ thường ra đây chơi nè. Check in giống mình đi hả luôn ha. Đây là đường hai bên nha. Hai bên để vô cái diving cliff mà. Chỗ đây người ta nhảy xuống tắm mà. Đường này đi về đẹp đẹp. Đi từ từ ấy, rung quá. Nãy có chụp cái tấm chỗ này nè, nhìn thấy đẹp đó. Thấy nó vẫy rằng ri ghê quá. Sao muốn tắm gì? Ở đâu? Chụp ở đây đúng không? Selfie nãy giờ cái tiếng đồng hồ mà chưa đủ nữa. Đây kế bên cái nhà hàng nha, cho anh em nào mà muốn nghỉ chân thì ghé lại. Hai đứa mới vừa làm một tác phẩm selfie cực kỳ độc đáo, đó là hôn nhau trên mỏm đá. Nhưng mà đẹp trai nhất là ai? Hai cái mỏm hôn nhau trên mỏm đá. Giờ đi về, đi khoảng 2 km nữa là tới nhà. Hai đứa quyết định là sẽ đi bộ chứ không có đi xe. Đi để tập thể dục. Hôm bữa giờ muốn xe máy đi vòng vòng đảo rồi. Ở đây là cái chỗ đi vô nữa nè, xe kìa. Đang xây resort hay gì đó. Cái gì? Khách sạn. Ai muốn ăn thịt dê thì xin giới thiệu nha. Dê chín cống. Dê trắng thôi, thường thường ở mình thấy dê đen không à, dê trắng. Bê, ồ dễ thương không Seri? Wow. Bê, nó ủi không vậy? Tít. Wow, nó thân thiện quá hả? Nó có đi vòng cổ nó kìa. Ui, nó mổ à. Wow. Seri tớ ôm nó chụp hình ra. Nhìn nó thân thiện lắm mà. Tít, bả trai nó sợ. Tít. Thương quá hả? Bè. Trời ơi, nó có nguyên cái bộ phía sau quá trời luôn kìa. Bộ hộp số hả? Đây nè. To lắm. Wow. Quá dữ luôn. Bè. Thôi anh thấy quay phim là anh nhào tới liền phải không? Dễ thương quá. Bè. Wow, đụng luôn nè. Rồi, bye bye. Bây giờ thì hai chúng tôi có ghé đến một cái làng dừa của người Philippines. Để tôi cho các bạn thấy dừa ở đây nó màu gì nha. Nó chứ nó giống dừa mình thôi mà nó có dừa lửa nè. Nhìn khủng hoảng không? Wow. Giàn khè luôn, đẹp không? Cây nhỏ xíu mà trái quá trời luôn. Còn phía sau đây là nơi người ta đổ thuyền để người ta đánh cá. À, nước thủy triều nó xuống á, nè, thuyền của người ta nè, thấy không? Nhỏ xíu vậy hả? Wow, dài.
nhưng mà nó có hai cái ve hai bên vậy nè, để khi mà họ đi trong sóng lớn được nó không có bị lạch nè. Wow, biển hôm nay xuống sớm quá hả? Đó, wow, thuyền quá trời luôn. Thuyền nhỏ nhỏ không à. Bị bóng rác đồ đây cũng thấy ít lắm nha. Nói chung là người ta mặc dù là ngư dân nhưng mà cái mức độ bảo vệ môi trường người ta là khá là tốt. Mấy cái đèn đèn này là tạo biển lên thôi, không gì hết. À, nói chung là đất nước Philippines sạch sẽ lắm, nhìn thấy là sạch. Còn ở mình là thôi chứ bị bóng đầy hết rồi. Mặc dù nhà người dân trong này nhưng mà coi, rác không có luôn. Quá tự hào đấy. Xuống tắm không? Xe ý. Nó. Biển này cũng xa quá mà.